Hey yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Như các bạn đã biết thì Poppy Playtime Chapter 3 hiện tại vẫn đang là một cái tựa game siêu hot. Nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó thì video Poppy Playtime Chapter 3 của mình nó lại cực kỳ là flop luôn đấy chứ. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với một tựa game đó chính là Minecraft. Và đặc biệt hơn là mình đã tìm ra được 2 bản mod về Poppy Playtime Chapter 3 siêu xịn sò trong Minecraft luôn. Vậy thì trước khi vào video thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh và đặc biệt là một nút chuông lên để theo dõi video mới nhất của mình các bạn nha. Và các bạn đừng quên là ghé qua video Poppy Playtime Chapter 3 của mình để ủng hộ mình một lượt like nha các bạn. Còn bây giờ thì let's go. Rồi và hello Ronaldo, Ronaldinho. Ui ơi, sao lại có cả anh TV Man đây này các bạn đây. Hảo thật đấy. Rồi, và bây giờ là tôi đã cài thêm cái mod vào đây cho tôi rồi. Và tôi sẽ cho các bạn xem cái mod của Poppy Playtime Chapter 3 nó sẽ như thế nào nhá. Ok, và ở đây là tôi đã chuẩn bị ra 3 cái hòm ở đây. Tôi sẽ cho cái hòm ở giữa trước tại vì trong này là tôi đã sắp xếp những cái quả trứng của nhân vật trong Poppy Playtime Chapter 3 rồi các bạn ạ. Rồi, mặc dù ở đây chỉ có 6 nhân vật thôi, còn thiếu khá là nhiều tại vì tôi đã cài thêm một cái bản nữa, một cái bản mod nữa nhưng mà nó đang bị lỗi, nên là để chờ khi nào mà mình khắc phục xong thì mình sẽ quay cho các bạn xem thêm một video. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ review trước cho các bạn xem 6 con này nhá. Đây là Huggy Wuggy. Ôi trời ơi. Wow. Gì vậy trời? Ủa? Huggy Wuggy máu chiến vậy, vừa mới thả vào phát đấm nhau với cả mấy anh TV Man luôn. Kiểu gì? Và như các bạn đã biết thì Huggy Wuggy ở trong Chapter 3 nó không phải là Huggy thường mà chúng ta đã gặp ở Chapter 1, mà đây là Huggy Wuggy EXE nha các bạn. Đấy, sợ. Đang đấm nhau cực kỳ là máu luôn. Rồi, bỏ qua một bên đi, cho bọn nó đấm nhau. Bây giờ mình sẽ sớm bao ra thêm một con nữa. Đó chính là Huggy Wuggy đánh nhau thua cả anh TV Man luôn. À nhầm, Cameraman chứ. Trời ơi. Rồi, thả Poppy ra xem nào. Khả năng là rồi, mấy anh TV Man chuẩn bị ra đấm cả Poppy. À không, Poppy là công chúa nên là không bị đấm các bạn ơi. Được của nó đấy. Được của nó đấy. Rồi thả Kissy Missy ra. Ok, Kissy Missy thả ra này. Khả năng là hai người này là hai người tốt nên là cũng không bị đánh luôn. Được đấy. Rồi, thả thêm Dog Day nhá. Từ từ. Cái anh này như là anh đấy thích cái công chúa hay sao, cứ ra ngắm hết xong rồi thấy mình ra cái là ngại quá chạy đi luôn. Ơi giời ơi, ngại quá. Rồi bây giờ là mình sẽ sờ bao ra Dog Day đấy á. Đây là Dog Day hả? Oh shit. Ui, Dog Day đấm nhau với cả mấy anh Cameraman rồi. Nhưng mà sao Dog Day này là, tôi tưởng Dog Day là bị mất nửa người chứ, sao Dog Day là gì trông xấu vậy? Cái tươi nhờ. Oh my god. Dog Day với cả Huggy Wuggy là máu chiến quá rồi. Rồi tôi sẽ sờ bao ra thêm một con gọi là sao lại có cả Huggy Wuggy ở đấy? Oh shit. Huggy Wuggy đánh nhau, đánh luôn cả gì đây? Đánh nhau luôn với cả là Dog Day luôn các bạn ạ. Sao lại có cả con này ở đây nhở? Rồi, vẫn còn thiếu một con nữa tôi sẽ cho các bạn xem. Đó là CatNap, nhân vật chính của chúng ta. Đấy rồi, có CatNap nha. Có 2 bản CatNap luôn các bạn ơi, 3 bản CatNap luôn nhá. Rồi, cho các bạn xem này, một con CatNap. Nó vừa to mà sao bây giờ loại bé tí này trời. Đấy chưa? Wow. Oh my god. Còn tôi thề luôn mấy cái con Smiling Critter này kiểu cực kỳ là máu chiến luôn đấy chứ, vừa thả vào phát đấm nhau với cả anh Cameraman luôn các bạn ơi. Sợ quá phải ban nó thôi. Rồi tôi ra một bên, chỗ bên kia ồn ào quá. Rồi tôi sẽ cho các bạn xem thêm một con CatNap nữa này. Con CatNap là cute vậy. Hello, chào bạn nhỏ. Ngồi ngoan chưa kìa, không thèm đánh Poppy luôn. Mặc dù trong game mà nó chưa kịp đánh Poppy mà bị anh Cameraman ra đấm tẩn cho một trận đấy các bạn ơi. Ủa gì vậy? Con Skibidi này làm gì đấy? Sao nó cắm đầu xuống sông quê vậy trời? Rồi, tham gia cuộc chiến rồi. Ôi, ra chỗ này đi, chỗ này ồn ào quá các bạn này. Rồi, chúng ta xem thêm một con. Con này vừa nãy là con này là ngồi, còn con này là đứng. Ảo thật đấy, sao lại có 2 phiên bản này ở đây nhỉ? Rồi, chúng ta hình như là vẫn còn thêm một bản của Dog Day nữa các bạn ạ. Đây rồi, chúng ta sẽ có thêm một phiên bản của Dog Day nữa nhá. Rồi, và đây là những người bạn của Smiling Critter. Đấy, đây là 2 bạn này không đánh nhau rồi, nhưng mà nếu mà tôi thả cái con này ra thì kiểu gì cũng đánh. Không đánh à? Ôi kìa. Sao không đánh nhỉ? Tôi tưởng là CatNap nó phải đi tiêu diệt rất là tất cả mấy cái người ở đây chứ nhỉ. Từ từ để tôi thử spawn ra cái con CatNap ở đây nhá. Xem CatNap này là có đánh con Skibidi không nhá. Không đánh Skibidi luôn. À, thờ đây. À, con này không đánh Skibidi. Nhưng mà con này đi đâu đây? 2 bạn Dog Day luôn. Có 2 bạn Dog Day ở đây luôn. Ôi, Không hiểu sao không đánh Skibidi mà nó cứ đánh anh Cameraman. Vậy là bọn này nó là quái vật các bạn ạ. Nên là biết nhau là quái vật nên là không đánh nhau. Đấy, chỉ đánh những người hùng thôi. Ảo thật đấy. Tôi thử sờ bao ra. Đầu tiên là Huggy Wuggy này. Đây là Prototype á. Oh shit. Các bạn ơi, như là cái tạo hình này là sai rồi. Prototype ở trong game theo như mình tìm hiểu được là nó sẽ là những cái mảnh ghép của tất cả những môn đồ chơi, nó ghép vào với nhau xong rồi có một cái móng vuốt này này. Đấy, ở cái phần cuối game nó đã xiên vào đầu con CatNap các bạn ơi. Và CatNap nó tôn thờ con Prototype này cực kỳ là nhiều luôn các bạn ạ. Kiểu như là tôn thờ như một vị chúa luôn. Đấy, Prototype bây giờ để xem nó có đánh nhau được với em mình anh Cameraman đâu. Sắp hẹo rồi. Yếu cực là yếu luôn đấy chứ. Thế mà ở trong game Poppy Playtime nó lại là chùm. Trời ơi. Sắp bao ra đây rồi. Này, ô, sao Dog Day lại đánh cả Poppy này. Ảo thật đấy. CatNap cũng đánh Poppy luôn. À, vậy là bọn này là bọn phản diện rồi. CatNap đang dồn theo Kissy Missy. Đánh luôn này. Chắc khả năng là đánh Kissy Missy. Ơi, Kissy Missy sợ quá chạy rồi. Ui, một phát là hẹo luôn. What the hell. Ui các bạn ơi, trông loạn lạc quá các bạn ạ. Tạo ra Huggy Wuggy mà. Huggy Wuggy không đánh nhau. Có đánh nhau hả? Đánh mấy anh Cameraman một vả là chết luôn. Rồi, thiêu. Mặc dù là được rồi. Bây giờ nha, đã biết cái bọn Smiling Critter nó là quái vật rồi, nên là bây giờ tôi sẽ gọi ra những cái anh Cameraman và TV Man để xem chúng nó có đánh nhau không nhá. Từ từ tôi phải tạo ra một đội quân đấy đã. Rồi, rất là nhiều. À, cái gì đấy? Tôi giật cả mình đấy. Đây là Huggy Wuggy này. Mình tạo ra rất là nhiều Huggy Wuggy luôn. Ok, tiếp theo đó chính là Uầy, sao Huggy Wuggy nhiều màu vậy? Wow, bây giờ mới biết đấy. Kissy Missy luôn. Rồi mình sẽ tạo ra Dog Day. À quên, bọn này đánh nhau, xin lỗi. À, chết, hỏng rồi. Bây giờ là mình sẽ phải ra đây để mình lấy mấy cái quả trứng của anh TV Man này các bạn ơi. À, còn Prototype này vẫn còn sống cực kỳ là lâu các bạn ơi. Dog Day đánh rất là nhiều Dog Day. Vậy là những cái con quái vật, kiểu như là những cái con quái vật bên ác ấy, nó luôn luôn gọi là mạnh hơn những cái các bạn gọi là Poppy hoặc là Kissy Missy các bạn ạ. Vậy thì nha, bây giờ tôi sẽ gọi anh Titan, à không, đây là TV Woman hả? Ui, chúng nó vào sâu xé kìa các bạn ơi. Nhưng mà không sao, TV Woman vẫn chịu được các bạn ơi. Đỡ thế nào được đây. Nhờn, tiêu diệt hết luôn. Một mình TV Woman. À, đánh nhau với con Prototype này. Không biết chị TV Woman có chịu được không. Ui, đánh nhau sang cả nhà dân rồi các bạn ơi. Yo, con này sống lâu ấy nhỉ. Ôi, gọi thêm một đành đội. Đây rồi, Titan Speaker. Ok hả? Titan Speaker ơi, đánh con này này, sao lại đi phá nhà dân thế, what the hell. Ngủ dối thật sự. Trời ơi. Ôi trời, hỏng rồi, phá cả nhà dân rồi các bạn ơi. Rồi, tôi gọi anh TV Woman khác này. TV Woman này không thèm quan tâm luôn. Đây rồi. Vừa ra phát chết luôn, ảo thật. Đây rồi, tôi gọi anh này ra. Rồi, Titan TV Man đánh nhau với Prototype. Ai là người chiến thắng? Không chết luôn, con này sống dai thế nhở. Oh my god. Được rồi, tôi còn một con bài nữa các bạn ơi. Đó chính là những quả trứng của Garten of Banban. Tôi cho vào đây luôn. Như các bạn không biết thì Minecraft của tôi nó thuộc dạng một cái gọi là đa vũ trụ như Marvel luôn đấy nha. Không phải dạng vừa đâu. Ok. Rồi, tôi sẽ cho những cái người bạn của Garten of Banban vào đây. Đánh nhau với cả là những người trong Poppy Playtime đấy. Hai tựa game đều là gọi là hai cái siêu phẩm các bạn. Ok. Ô, đây không phải là Jumbo Zot hả? À đây không phải là Zepster hả? Mình cứ tưởng là Zepster mình lại. Tôi đánh nhau rồi các bạn ơi. Rồi ôi, gọi ra để đánh nhau với cả là Poppy Playtime xong rồi lại đánh lẫn nhau luôn này ơi. Xong gì? Sao em? Lừa rồi. Ok. Ui. Trời ơi, ui ôi. Trotter đánh nhau phải là Titan Speakerman, Titan Speakerman hẹo luôn. Ảo thật. Bây giờ tôi sẽ gọi mấy con trong Poppy Playtime ra nha các bạn. Đâu ai? Dog Day đánh nhau ấy. Không thể đánh nhau luôn mà. Wow. Hình như là bọn này không đánh nhau các bạn ơi. Hình như là Garten of Banban không đánh nhau với cả là Poppy Playtime rồi. Trời ơi. Không đánh nhau rồi các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ chỉ có Skibidi đánh nhau. Skibidi và bên TV Man nó vẫn là một cái gì đấy gọi là mối thù truyền kiếp, nên là cứ gặp nhau là đánh nhau. Còn những cái bọn này thì nó hứng thì nó đánh, nó không hứng thì thôi. Và hình như là cái trận chiến ở đây nó vẫn chưa kết thúc các bạn ạ. Lâu vậy. Nó không chết cho bọn này như con đã bất tử rồi. Khó quá. 6.5 hours later. Oh my god. Sau khi chờ đợi từ sáng đến sáng, đánh nhau từ trong bản làng ra đến ngoài sông, bọn này nó vẫn chưa đánh nhau xong các bạn ạ. Cay thật. Thôi được rồi, tôi cứ kệ chúng nó. Và tôi nhận ra được một điều là gì các bạn biết không? Garten of Banban và Poppy Playtime hiện tại bây giờ đang là một phe. Đấy, chỉ đánh nhau với cả là những anh Cameraman và TV Man thôi. Skibidi thì chúng nó lại không đánh. Thế nó mới cay như này. Ôi rồi ôi, bây giờ là chúng nó chỉ đánh gọi là quái vật. Quái vật là quái vật là một đội đánh nhau với những người anh hùng. Cay thật. Tôi sẽ sờ bao ra đây rất là nhiều. Ôi tôi chết rồi, tôi vừa vứt mấy cái quả trứng của CatNap không ra. Tôi sẽ có thể gọi lại được. Rồi bây giờ tôi sẽ gọi thêm TV Man à đâu, Cameraman. Đấy rồi, có rất là nhiều Cameraman ở đây luôn. Nào các cháu vào đây. Vào đây đây. Trời ơi các bạn ơi, một đội quân của Cameraman. Cameraman đi ra các bạn ơi, nhưng mà vào phát là hẹo hết luôn. Ảo thật đấy. What the hell. Không được rồi. À anh này vẫn còn sống rất là dai các bạn ơi. Nhưng mà đang bị đánh hội đồng không làm được gì. À hẹo rồi. Được rồi. Hơi bị cay bọn quái vật rồi đấy. TV Woman chiến đây. TV Woman là chỉ đánh mấy các bọn Skibidi kia thôi, không đánh mấy các bọn quái vật. Đây, chiến đây. Let's go. Vào đây. Ôi kìa. Chưa gì còn nguyên đã chết hết rồi. Ai ai. Ôi Titan Cameraman chưa gì chết luôn. Đồ ăn hại. Sao vậy ta. Đây Titan Speakerman thì sao. Chiến đấy. Một phát ra ba anh luôn. Còn nguyên không đánh nhau. Nhiều TV của mình đây. Chiến. Con TV Woman nào vào là chết hết mấy cái TV Woman đấy các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ tôi cảm thấy là Garten of Banban, quái vật ở bên Garten of Banban mạnh hơn là bên Poppy Playtime các bạn ạ. Tại vì số lượng vẫn còn rất là nhiều, còn Poppy Playtime thì hẹo gần hết rồi. Gọi thêm Huggy Wuggy đây. Gọi thêm cả CatNap nữa. Ủa CatNap đâu? Nhầm rồi. Nhầm rồi các bạn ơi. CatNap cơ mà. Nào vào đây. Ui rồi. Không ổn rồi. Đây tôi sẽ gọi thêm TV Man này. Chiến đấy. Đây ôi. Đây rồi. TV Man này là mới là TV Man mạnh này các bạn ơi. TV Man kia vừa thả ra vắt hẹo luôn thì vứt. Rồi chiến đây. Mấy cái anh này đi ra cứ ngó cái gì ấy, cay thật. Ngó cái gì ấy. À còn bay lên cùng nhau ơi. Đi ra đánh nhau đi. Ui. Xong rồi. Titan TV Man hẹo luôn rồi các bạn ơi. Tôi sẽ phải cố gắng tôi tiêu diệt. Bằng mọi giá tôi phải tiêu diệt được hết một quái vật này các bạn ạ. Ui. Vãi. Captain Findo. Ở đâu? Đây là Sheriff Trotter chứ. Sheriff Trotter một phát tiêu diệt Titan Cameraman luôn. Sao lại có thể khỏe được như vậy nhỉ? Tốt nhất là như thế này cho nó nhanh. Ơ kìa, không chết đâu. Bấm nhầm lệnh. Đâu nhỉ? Thế là xong. Vậy là tôi đã xóa sổ xong tất cả bọn quái vật ở đây. Ui ôi, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy thiệt hại chúng nó gây ra cực kỳ là nhiều luôn đấy. Sạt lở hết đất nhà người dân rồi. Em xin lỗi nha. Có gì mai em đền được không ạ? Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Người dân đâu hết rồi. Ui, người dân di tản hết rồi. Không còn một ai trong này nữa rồi. Báo quá là báo rồi. Wheeler TV kéo bọn quái vật đến dân làng để gọi là test thử độ sức mạnh, xong cuối cùng dân làng bỏ đi hết. Còn mỗi ngôi làng này thôi, được rồi, tôi sẽ gây dựng lại cái ngôi làng này để trả dân làng các bạn ạ. Rồi, ok các bạn ơi, và khả năng bây giờ tôi phải kết thúc video thôi, tại vì tôi đã quá báo rồi các bạn ạ. Và các bạn thấy bản mod của Poppy Playtime Chapter 3 lần này như thế nào? Nếu như các bạn thấy video này hay thì để lại cho mình một like và một đăng ký kênh và bật nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Và các bạn nhớ xem quảng cáo để ủng hộ mình, để mình có thể gọi là ra thêm nhiều mod mới của Minecraft đỉnh cao hơn nha các bạn. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.